Rồi, Trà Nam mới về thêm đường bộ lửa 86 đầu chùa Vin. Dây dài. Nói chung mà tại vì cái form lửa này á, mình hay gọi là lửa 86 đầu chùa. Nhưng mà thật sự trong những con xe 50 của nội địa Nhật hoặc là xe của Honda Nhật á, thì nó lắp cũng rất là nhiều dòng xe như là CD nè, rồi Cup nè, 81, 86 này kia. Nói chung là nó xài rất là nhiều, nhưng mà nó sẽ khác ngay chỗ ở phần ở dây dẫn ha. Thì nói chung cái bộ lửa này mình kêu là lửa 86 đầu chùa, nhưng mà thật sự cái bộ lửa này là nó nằm trong của con xe Sơn L. Dây rất là dài nha, dây dài lắm, thích hợp cho anh em vô số 7 dễ luôn dây điện này kia vô bộ điện của mình. Đó, bộ lửa xe kêu là bộ lửa Sơn L 50, lửa đầu chùa Sơn L 50. Thì giá bộ này mình bán cho anh em là 1,4 triệu nha, cho bộ lửa cực đẹp, cho bộ lửa Sơn L 50 đầu chùa. Đó, thì anh quay cận cảnh chi tiết cho anh em cái vô lăng nha. Đó, đẹp ken xi ben đen xô cho bằng. Giá bộ này mình bán 1,4 triệu nha anh em. Anh em thích hợp cho anh em vô 67 cúp nè này kia, chạy rất là đã, rất là đẹp. Bộ lửa đầu chùa Sơn L 50 xin đã xe kho nội địa Nhật về. Giá bộ này mình bán 1,4 triệu nha. Anh em nào chốt alo mình nha, 0933 996 332. Một bộ lâu lâu mới có lửa dây dài này, lửa Sơn L á, anh em cần alo mình nha, 0933 996 332.